vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 8, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm, động viên và tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Đến thăm các lực lượng đang làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tại đường 100, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, chốt cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, chốt tại nút giao đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và chốt tại nút giao đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Kim Long, huyện Tam Dương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đã động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây. Trao tặng các nhu yếu phẩm, chia sẻ, động viên các cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh mong muốn cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tại đây nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kiểm soát tốt người ra vào, đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 19 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Tam Dương đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Sao Đêm tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương vẫn lén lút phục vụ khách hát karaoke. Lê Văn Nam, sinh năm 1976 ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, là chủ quán karaoke trên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 7 người gồm 4 nam, 3 nữ đang sử dụng dịch vụ hát karaoke tại 2 phòng hát. 4 trường hợp nam giới là người ở các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc. 1 trường hợp nữ giới là người ở tỉnh Hải Dương và 2 trường hợp còn lại ở tỉnh Lai Châu. Công an huyện Tam Dương đã khẩn trương xét nghiệm COVID-19 với các trường hợp trên và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, viết tắt là Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh. Theo đó, Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh có chức năng tổ chức thu dung điều trị, cách ly người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Với quy mô 200 giường bệnh, trụ sở tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cơ sở cũ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Bệnh viện cũng nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh hoạt động chịu sự chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế, được sử dụng con dấu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để giao dịch, được mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh để hoạt động. Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh có giám đốc và 3 phó giám đốc, 3 phòng chức năng và 12 khoa. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2021, tổng số ca bình phục trên số ca nhiễm 130 trên 234. Số ca nhiễm mới 0, số ca tử vong 1, số ca đang điều trị 96, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 155 người. Số trường hợp F2 hiện đang cách ly 0, số trường hợp đi về từ vùng dịch 9.543 người, số trường hợp đang cách ly tại nhà 1.080 trường hợp. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 615.884 mẫu. Thông điệp 5K cộng 5T của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Thông điệp 5K: không đi ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết, không lơ là chủ quan coi thường dịch, không gặp gỡ tiếp xúc với người lạ, nhất là người từ tỉnh ngoài đến Vĩnh Phúc, không vi phạm các quy định về phòng chống dịch, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Thông điệp 5T: tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch, tự giác khai báo khi có người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà, tố giác các tổ chức cá nhân vi phạm qua đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, tự giác bảo vệ mình và gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, làng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch.